Hello, xin chào bạn nha. Đây phải đi tham quan kỳ nhông nhông con sư ngục cũng đây đó. Đó mắt còn mở tên này đó. Đây mình phát hiện chúng là nhờ cái đuôi rất là dài đây đó. Đây đó giữ cái đuôi rồi chúng chạy rồi. Bye bye.